Yo, hello các homie nhá. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series hoa nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và cả bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cái like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nhé. Bây giờ một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhé. Cẩn thận, bọn tớ dễ giật mình lắm. Map. À, ở đây có một con bướm. Vậy là mình phải nhảy lên mấy bạn này sau đó. À, mấy bạn này giật mình là mấy bạn này sẽ nhảy đi. Ok, biết rồi. Đi lên, à đi lên trên lấy cái tổ, cái đó đảm bảo là cái tổ, tại vì đấy hai bướm, hai con bướm liền. Bây giờ tới vương quốc của bọ rùa mà. Hoa chuông là lâu lắm rồi mình mới gặp những cái màn mà có hoa chuông. Đánh đu. Nhạc công nhận chiêu thiệt. Ấy, hên quá dính được rồi. Mặc dù là game này không có té cao nhưng mà mất công đi lại thôi. À, bây giờ mình phải bám lên cái bạn này, sau đó dính vào đây. Ok, bây giờ mình biết rồi nha, robot. Mấy con robot này mình có thể gọi là sao ta, nhảy đạp lên đầu tụi robot được. Ấy, bạn này sẽ đưa mình đi. À, nhưng mà nếu mà mình bấm nhảy là mấy bạn ấy sẽ buông ra liền. Ấy, hay nếu như mà mình dùng bay lên hết cỡ được không? À không, thấy sáng đèn là phải bỏ ngay, nhưng mà khó nhà, chưa chưa quen với cơ chế bay này. Mình nghĩ một phần là do học được cái double jump ấy, cho nên là lúc mà mình bấm double jump, khi mà hoa đã bám rồi ấy, thì mình lại dính double jump, mình lại bấm double jump ấy, cho nên là nó dính rồi thì nó nhận lệnh là nó bám rồi, cho nên là nó chỉ nhận là 100 thôi. Bây giờ lần này chắc chắn sẽ được.
quá khổ, nhưng mà cuối cùng cũng qua được. Đây đây nè bạn, đúng rồi. Như map trên đây là chỉ có có đường đi xuống, không xuống được nha. Đây đây, đúng rồi. Ok, còn một con bướm, còn một con bướm nữa thì ở xa lắm. Nên chắc là bây giờ ưu tiên thắp sáng cái linh tự trước, tại cái linh tự gần mình hơn nè. Ấy, nhảy vậy cũng trượt được, chán tôi. Rồi, thấy cái màn này là xác suất là qua lâu rồi nè. Cô bỏ dừa ở đây. Cái màn này qua lâu là bởi vì sao? Bởi vì mình rất là dở, dở với cái khoảnh nhảy. Ấy, trời ơi, suốt một cái bay về tới tận dưới đất luôn. Đá xong cái là đi à. Nhảy thục là sẽ không bắn nha. Mặc dù nó vẫn có cái hiệu ứng, có cái hiệu ứng là mình nhảy vô người của mấy con robot này, nhưng mà nó sẽ nó vẫn sẽ có cái hiệu ứng là mình nhảy vô người mấy con robot, nhưng mà nó sẽ không hiện lên. Bay lên đây chút thôi. Ây, khúc đó khó nha. Khúc đó mình phải ra tới thẳng rìa này nè. Thank you.
Hóa ra là nhảy qua đầu là sẽ không được. Ok, mở được một cánh. Bây giờ cái linh tự còn lại ở bên kia lận. Cậu trước tớ sau. Ôi lại còn cái kiểu mà nhảy bật gì nữa sao? Cảm giác là game bắt đầu thử thách mình rồi đó. Từ từ. Sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen. Xong rồi vậy là mình đủ. Bây giờ file đó mà nhảy thục kìa. Mình đủ 5 bướm rồi. Xí nữa là sẽ học được kỹ năng mới. Gì vậy? Bạn túi. Mày này thì chỉ có hai cái linh tự hơi khó chỗ là mấy bạn này là khó chỗ mới là mấy bạn này bắt mình nhảy khó quá. Haha, lâu rúng rồi ta mới được vương cánh. Lần trước mang cháu đi thì cháu rụng lúc còn bé, giờ thì cháu vẫn bé như xưa. Học bay hả? Học bay thì sẽ kiếp được mấy cái nhảy, nhưng mà một cái game mà chia cho những cái bậc để mình nhảy thì bay sẽ như thế nào? Vượt qua hồ nước.
chúng đã bắt anh ấy về hang ổ. Thì là mình phải giải cứu cái anh nào đó bấm chữ cây. Ồ, bay lên cao không ta? Bay lên một đoạn ngắn thôi, không thể nào mà bay quá nhiều được. Ok, Bumble cùng anh bay xuống để đưa mình ra chỗ hồ nước. Sau đó là mình tới chỗ hồ nước để mình giải cứu anh gì đó hả? Là game bắt đầu có những pha dồn dập nguy hiểm chưa? Hay là chỗ này bị bắt, bắt rồi, bắt không lắc má kịp, hơi chán tôi ghê. Ok, vậy chắc là video này cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.